Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Centrizy Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn truy cập vào giao diện web của các dòng switch Cisco Catalyst 9000 series, như là Catalyst 9200, 9300, 9400, 9500 hoặc 9600 series. Mặc định thì các dòng Catalyst 9000 đều đã có giao diện web sẵn theo thiết bị rồi. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không truy cập được do mặc định trên switch sẽ không có IP cũng như là tài khoản đăng nhập. Do vậy thì bắt buộc chúng ta sẽ cần dây console để cấu hình IP vào tài khoản. Cổng MGMT mặc định sẽ nhận được IP cấp từ DHCP. Do vậy nếu các bạn kết nối cổng MGMT vào mạng thì có thể cấp IP cho switch nhưng chúng ta vẫn không có tài khoản. Có một số diễn đàn thì có chia sẻ tài khoản mặc định là Cisco hoặc web UI, password là số serial của thiết bị. Tuy nhiên thì mình đã thử nhiều lần trên những cái thiết bị khác nhau mà không được, không biết là do tùy từng phiên bản OS hay là như thế nào. Bạn nào mà đã từng đăng nhập được thì có thể chia sẻ cho anh em cùng biết nhé. Giao diện web sẽ hữu ích trong một số trường hợp hoặc với một số bạn chưa làm nhiều với CLI. Tuy nhiên nếu trong hệ thống của các bạn có các thiết bị của Cisco, HPE hay là Juniper vân vân thì các bạn cũng nên mua những cái dây console để sử dụng. Bởi vì dây console thì các bạn có thể theo dõi được cả quá trình khởi động của thiết bị hoặc là xử lý các lỗi khi không thể truy cập được giao diện web. Có nhiều anh em chưa có kinh nghiệm với switch nên là mình sẽ hướng dẫn khá chi tiết từ cách kết nối console. Bạn nào biết rồi thì có thể tua cho nhanh nhé. Hiện nay thì sẽ có 3 loại dây console chính là loại một đầu RJ45, một đầu RS232. Với loại này thì các bạn sẽ cần mua thêm một đầu chuyển từ RS232 sang USB để kết nối vào máy tính. Những cái dây mới hiện nay thì sẽ có một đầu RJ45, một đầu USB để cắm thẳng vào máy tính luôn. Nhưng thường thì loại này nó sẽ ngắn hơn. cả hai loại thì đầu RJ45 các bạn sẽ cắm vào cổng console trên switch. Nó chính là các cái cổng có ký hiệu màu xanh dương này. Và mỗi switch sẽ khác nhau nên các bạn có thể xem các ký hiệu này. Các bạn có thể thấy là màu xanh dương và có mũi tên chỉ lên trên thì cổng console sẽ là cổng phía trên. Còn màu vàng với những mũi tên chỉ xuống sẽ là cổng MGMT. trên các switch Cisco cũng hỗ trợ một cổng dạng mini USB ở phía trước nên các bạn cũng có thể sử dụng các dây console một đầu mini USB một đầu USB tuy nhiên nó không phải dây sạc điện thoại đâu nhé có khá nhiều dây sạc điện thoại giống loại console này nhưng cắm vào thì nó sẽ không nhận sau khi cắm dây console từ switch vào máy tính thì trên máy tính sẽ nhận các dây này dưới dạng cổng COM. các bạn có thể kiểm tra trong Device Manager Laptop của mình đang nhận cổng COM8. Nếu mà có nhiều cổng COM mà các bạn không biết COM nào cho con số thì các bạn có thể rút ra rồi cắm lại cũng được. Mình rút ra thì COM8 sẽ bị mất. Thông thường thì các dây con số hiện nay khi cắm vào sẽ tự động nhận driver, có thể sử dụng được ngay. Với các trường hợp không nhận driver thì các bạn có thể tìm theo hãng của dây đó là được mình thì hay dùng CH341 hoặc là PL2303. Nó hỗ trợ driver cho tương đối nhiều hãng. Các bạn có thể download về cài thử. Nếu không được thì vẫn phải download driver của hãng thôi. Để truy cập vào suite thì các bạn có thể sử dụng các phần mềm như là Putty, này, Teraterm, này, Mobile hay là CQCLT đều được. Anh em ít làm thì có thể sử dụng Putty cho nhanh. Nó chỉ có mấy ca thôi, rất là nhẹ. Anh em download về là có thể sử dụng được luôn, không cần crack gì cả. Mình sẽ mở PuTTY của mình lên. Để truy cập console thì các bạn chọn Connection Type là Serial. Sau đó đổi cổng COM này tương ứng với COM trên máy tính. Của mình đang nhận là COM 8. Speed thì mặc định Cisco sẽ nhận là 9600. Nhấn Open. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào CLI của Switch. Các switch ở cấu hình mặc định sẽ hỏi chúng ta có muốn thiết lập ban đầu không? Chọn No để bỏ qua. Là Enter để xác nhận. Khi vào được switch thì chúng ta sẽ cần cấu hình IP và tài khoản cho switch là có thể truy cập được web các bạn vào mode config. Mặc định các cổng của switch đều thuộc VLAN 1 nên mình sẽ đặt luôn IP cho VLAN 1. Nếu các bạn kết nối switch vào mạng bằng cổng MGMT thì có thể đặt IP cho cổng GE 0.0 nhé. sau đó thì tạo một tài khoản user, user của mình là centityshop, các bạn đặt privilege là 15 để cấu hình full quyền cho user nhé, sau đó đặt password cho tài khoản này, thoát ra mode xz và gõ lệnh write để lưu lại cấu hình. Giờ mình sẽ kết nối máy tính với cổng mạng trên switch do mình đặt IP trên VLAN 1. Đặt IP laptop cùng giải với VLAN 1 trên switch. Sau đó thì các bạn vào trình duyệt web và truy cập IP trên interface VLAN 1. Nếu có phần mềm diệt virus thì các bạn sẽ cần chọn tiếp tục truy cập. Đăng nhập với tài khoản vừa tạo trong CLI. Như vậy là các bạn có thể truy cập vào giao diện web của thiết bị. Có một số trường hợp các bạn sẽ vào giao diện đây không setup thì nguyên nhân là do các bạn chưa lưu cấu hình trong CLI thôi. Các bạn vào CLI lưu cấu hình và truy cập lại là hết. Các bạn có thể cấu hình đây không sẽ up cũng được, nhưng mình thấy là không cần thiết và cũng hơi mất thời gian. Giao diện web của dòng Catalyst 9000 thì rất là đơn giản, dễ sử dụng và đầy đủ những cái thông tin cần thiết từ monitor cho đến cấu hình và xử lý sự cố. Các bạn có thể làm quen dần, nó cũng không khó lắm đâu. Tuy nhiên thì cấu hình sẽ mất thời gian hơn trên CLI và nó cũng không đầy đủ tính năng như CLI. Mình thì sẽ chỉ dùng Web gui khi cần sử dụng Virtual Controller trên Switch thôi, nghĩa là sử dụng Switch để quản trị Wi-Fi khi mình không có controller cứng hoặc không dùng EWC thôi. Ok, trên đây là một số chia sẻ của mình về web gui của Cisco Catalyst 9000. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment dưới để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Sentity Shop bạn nhé.